Dạ, em xin chào tất cả các anh cầu thủ đã đến với video 854 của shop em ạ. Và buổi sáng hôm nay thì shop em mới về được rất là nhiều cần câu tay nha các anh. Từ lóng ngắn đến lóng dài này, có đầy đủ các size 2m7, 3m6, 4m5 cho đến những cây dài như 7m2, 8m1 và có một cây 10m nha các anh. Để mình câu săn hàng. Và đầu video thì em cũng sẽ giới thiệu một cái cây cần dạng ISO, ISO rút 3m9, độ cứng 120 để các anh câu biển câu săn hàng nha. Cần thì cũng còn rất là mới, tí nữa sẽ lên chi tiết cho mình ạ. Và giá báo bên em thì chưa bao gồm phí ship mỗi đơn cần sẽ là 40.000 một đơn. Các đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em hỗ trợ miễn phí ship nha các anh. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại em ghi bên góc trái màn hình là 0933 111 365 ạ. Và đầu tiên sẽ giới thiệu đến các một cây cần ISO của Ryobi nha các anh. Một cây Ryobi. Cái này sẽ có chiều dài là 3m9 và độ cứng của nó là 120 ạ. Phù hợp dành cho anh câu biển, câu săn hàng nha. Nếu mà mình thích cần rút ngắn lại á, nhờ độ cứng cao thì tham khảo thử cây này nha các anh. Ryobi 39 cứng 120. Có tem vàng đầy đủ luôn và toàn bộ dàn khuyên của cần sẽ là khuyên Fuji loại xứ xám ạ. Khuyên Fuji xứ xám. Cái này thì nó có 5 khuyên chạy nha các anh, 4 lóng và 5 khuyên chạy tất cả. Khuyên Fuji xứ xám nguyên zin theo cần nha. Nguyên zin theo cần. Cần xem. Độ mới thì cũng còn được tầm 85% ạ. 85%. Các lóng này nó chỉ có vài cái vết xước li ti thôi chứ không xước sâu nha các anh. Không có xước sâu và phôi lóng. Và cây này có ngọn là 2.2 ly, trọng lượng 646 gram ạ, mã cần số 0 nha các anh. Mã số 0 cây Ryobi này sẽ có giá là 1.250.000, mã số 0 giá cần 1.250.000. Và tiếp theo mã số 1 sẽ cần tay nha các anh, cần câu tay. Cây đầu tiên là cây Tiga ạ. Chiều dài của cây này sẽ là 2m7 nha các anh. Cần tay Tiga 2m7 phôi carbon, ngọn 1.1 ly. 1.1 ly. Cái này tìm thấy nước sơn cũng được 85, có lóng 90 nha các anh. 85-90%. Và cây 2m7 này ra cực kỳ thẳng luôn, ra rất là thẳng. Đọt nảy tốt nè, và cây này cứng đều 4H nha các anh. Còn cứng đều 4H, 2m7 Tiga. Đọt 1.1 ly, trọng lượng 96g ạ. Cây này có sẽ có trọng lượng là 96g, mã cần số 1 giá 390.000. Mã số 1 nha các anh và giá cần sẽ là 390.000 ạ. Tiếp theo mã số 2. Số 2 cũng là một cây của hãng Tiga luôn nha các anh. Tiga và cây này có chiều dài là 3m6 nè. Cần câu tay carbon. Ngọn cần sẽ là 0.9 ly. Ngọn 0.9 ly, còn trọng lượng của cây này nó là 170g nha các anh. Ngọn 0.9 trọng được 170. Chiều dài 3m6 và cần cũng cứng đều 4H ạ. Cái này 4 đến 4.5H luôn, không có vọng tí nào hết đâu nha các anh. Không hề vọng tí nào hết. Và mã số cần sẽ là số 2 ạ. Mã cần số 2 giá 390.000. Mã số 2 và giá cần sẽ là 390.000 ạ. Và tiếp theo mã cần số 3 ạ. Số 3 sẽ một cây cần câu tay phôi carbon lóng ngắn nha các anh. Carbon của Hàn Quốc xuất sang Nhật. Chiều dài của cây này sẽ là 5m4 nha các anh. 5m4 carbon xoắn tất cả các lóng luôn. Trừ lóng ngọn ra thôi nha. Bắt đầu từ lóng thứ hai nè các anh xem. Carbon ạ. Cái này thêm thấy độ mới cũng được 85% nha các anh. Còn được tầm 85. Và hàng Nhật bãi thì nó sẽ không có tránh khỏi xây xước nha. Không tránh khỏi được. Nhưng mà phôi lóng á, vẫn còn tốt nè. Không dập không gãy cho mình. Phôi lóng còn rất là tốt ạ. 5m4 và cây này ra cực kỳ thẳng luôn nha các anh. Thẳng tương luôn. Cần cứng đều 4H. Độ cứng đều 4H ạ. Và ngọn sẽ là 0.7 ly, trọng lượng 246g. Cái này các anh câu trôi chép chấm đều được nha. 246g. Mã cần số 3 và giá cần là 600.000. Mã số 3 giá cần 600.000 ạ. 5m4 độ cứng 4H. Ra thẳng tương luôn, không vọng tí nào hết nha các anh. Và tiếp theo mã số 4. Số 4 là một cây cần câu tay của Alpha Tacker nha các anh. Cây này thì về có cái hộp, có hộp với lại có túi vải đi kèm á. Nhưng mà hộp này là size của 36. Nó cùng hãng cùng dòng luôn nha các anh. Chỉ khác về size thôi.
Cái cây em sẽ giới thiệu đến các anh là cây 4m nha, còn mới ken luôn các anh xem nè. Alphataker 4m. Hàng Korea xuất sang Nhật và cây này có tổng cộng là 9 lóng tất cả ạ. 9 lóng. Các anh nhìn cái màu nước sơn á, nó còn rất là sáng luôn nha, màu nước sơn đẹp. Độ mới cao 99,5% và có nắp chụp đi kèm đầy đủ ạ. Có nắp chụp kèm nha các anh. Đây mời anh xem. Độ mới cần thì còn rất là cao này. Đọt của nó sẽ là đọt 0.7 ly nha. Đọt zin luôn, đọt zin theo cần, đọt 0.7 ly. Các anh xem màu nước sơn, 99,5% cây này ạ. 99,5%. Và con sẽ có trọng lượng là 110g nha các anh. 110g, các anh muốn xem chi tiết hơn thì có thể các bạn Zalo với em nha. Các anh xem lóng nào nó cũng còn rất là sáng như này luôn. Cây này quá đẹp ạ, 95%. Và mã cân số 4 có giá là 750.000. Cần mã số 4 có giá 750.000. Có hộp nha các anh, có hộp và có túi nắp chụp đi kèm. Tiếp theo mã số 5. Số 5 thì cây này có túi với lại nắp chụp này. Túi đựng và nắp chụp Alphataker 4m5, 10 lóng, hàng Korea xuất sang Nhật ạ. Phô carbon xoắn cho mình luôn. Và ngọn cây này nó là 0.7 ly nha các anh. Ngọn 0.7. Phôi lóng là đều zin hết nha, zin theo cần hết, đọt cũng đọt zin luôn ạ. Nguyên zin, nguyên bản không hao hụt. Và dòng này thì thích hợp để các anh câu mương suối nha, mương suối trô chép nhỏ này hoặc vẫy rô vẫy giết nha các anh. Vẫy rô vẫy giết thì cây này phù hợp, độ cứng 3H ạ. Cần ra thì nó thẳng nha các anh, nó thẳng, nó không có vỏng ngọn. Nhờ ngọn nảy nha, ngọn nảy có cái độ nảy nó không có bị quá cứng nha các anh. Rồi mình câu cái nhỏ nó sẽ có cảm giác này. Alphataker 4m5, đọt 0.7, trọng lượng 133g, mã cân số 5 giá 750.000. Mã số 5 và giá cái này sẽ là 750.000 ạ. Tiếp theo mã số 6 là một cây cần câu tay dòng Nissin nha các anh. Nissin chiều dài 4m5, phô carbon xoắn. 4m5 carbon xoắn nè. Con xem từ lóng thứ hai á, nó sẽ là phô carbon xoắn. Còn tay Nissin lóng ngắn nha các anh. Lóng ngắn nên là nó sẽ có nhiều lóng hơn. Nhiều lóng hơn nha. Đọt 0.7 ly, còn trọng lượng là 110g ạ. Đọt 0.7 ly. Ngọn ra thẳng tưng luôn nha các. Rất là thẳng, cây này cũng cứng đều 3.5 đến 4H ạ. Và trọng lượng 110g. Cần có mã số 6 nha các. Mã số 6 giá 750.000. Mã cần số 6 có giá là 750.000 ạ. Cần câu tay Nissin 4m5. Tiếp theo mã số 7. Số 7 một cây cần câu tay lóng dài chiều dài 2m7 nha các anh. 2m7 dòng carbon rod nè. Cần sẽ có 3 lóng. 3 lóng đi kèm tất cả. Cần tay lóng dài. Dòng này thì cũng chuyên mương suối với lại rô giết nha các anh. Rô giết câu cảm giác nè. Ao hồ gần nhà. Cần tay 2m7. Cái này ra cũng thẳng nha các anh. Ra thẳng. Đọt nó có độ nảy các anh yên tâm nha. Không có bị cứng quá nè. Mình câu rô giết á vẫn có cảm giác. Các anh yên tâm, dòng carbon rod nè. Cần cứng đều 3.5-4H. 3.5-4H ạ. Và ngọn sẽ là 0.6, trọng lượng 50g, mã số 7. Giá cần là 500.000 nha các anh. Mã cần số 7 có giá là 500.000. Và tiếp theo mã số 8. Số 8 một cây cần tay carbon chiều dài 3.9 nha các anh. Của dòng Apollo nè, carbon rod 3.9, phô carbon xoắn toàn thân luôn. Tay cầm nó được uống dây mây nha các anh, uống chỉ với uống dây mây. Và ngọn thì là 0.6 ly ạ. Cái này ngọn 0.6 ly, trọng lượng là 77g. Ngọn 0.6 ly, trọng lượng 77g nha các anh. Và cây 3.9 này sẽ có tổng cộng là 5 lóng tất cả. 5 lóng, đọt ra thẳng nè, cần cứng đều 4H luôn nha các anh. Cũng đều 4H, ngọn 0.6, trọng lượng 77g. Và mã cân số 8 ạ. Mã số 8 cây này sẽ có giá là 550.000. Mã cân số 8 nha các anh, có giá là 550.000 ạ. Chiều dài 3.9. Tiếp theo mã cân số 9. Số 9 là một cây cần câu tay chiều dài 2m7 của hãng Silstar nha các anh. 2m7 Silstar, Hàn Quốc xuất sang Nhật ạ.
Rồi cà bón xoắn toàn thân luôn. Và ngọn cây này nó là 0.7 ly. Ngọn thì là 0.7, còn trọng lượng là 58 gram nha các anh. Đọt zin theo cần này. Hôm nay em về được cả cặp luôn, 2m7 và 4m5. Độ mới cao, cây này cũng còn được 90% ạ. 90%. Siêu ta 2m7. Đọt cũng nảy nha các anh, đọt nảy không bị cứng này. Đọt này cứng tầm 3.5 đến 4H ạ. 3.5 đến 4H. Và ngọn là 0.7 ly, trọng lượng 58 g, mã cần số 9 nha các anh. Mã số 9 giá cần 550 nghìn, mã số 9 và giá cái này sẽ là 550 nghìn. Tiếp theo mã 10, một cây cần câu tay siêu ta 4m5, cây này mới ken luôn, mới 90-95%. Siêu ta 4m5, đọt 0.6 ly, trọng lượng 122 g. Mình đang xem chi tiết từng lóng nha, từng lóng này. Độ cứng thì cần khoảng tầm là 3H ạ, tầm 3H. Vì đa số cần nhật có họ câu chỉ là dùng cảm giác, dùng kỹ thuật nhiều để câu cảm giác chứ không có câu bạo lực nhiều nha các. Là cần tay nhật thì chỉ khoảng tầm là 3 đến 3.5H là nhiều. Đo cây này 0.8 ly, trọng lượng 122 g, mã số 10. Mã 10 và giá cần là 750.000, mã cần số 10 có giá 750.000. Và tiếp theo mã 11 nha các anh, 11 một dòng cần TFC, chiều dài 36. Tem vàng đầy đủ này, 36 nha. Phô carbon xoắn. Phô carbon xoắn là cây 36 này, ngọn sẽ là 0.7 ly. Ngọn còn 0.7 ly, còn trọng lượng là 80 g nha các anh. Ngọn 0.7, trọng lượng 80 g. Cây này cũng mới trên 95% ạ. Con sẽ có 4 lóng tất cả nha các anh. Và độ cứng thì cứng đều 3.5 đến 4H. Mã 11. Mã 11 và giá của cây cần này là 750.000. Mã cần 11 nha các anh, với giá là 750.000 ạ. Còn rất là mới nha, mới ken luôn, 36. 36 mã 11, 750.000. Và tiếp theo mã 12. 12 là một dòng cần tay 4m5 nha các anh. Và cây này sẽ có chiều dài là 4m5 nha các anh, full carbon. Chiều dài còn 4m5, ngọn là 0.7 ly ạ. Đây mời các anh xem, ngọn 0.7. Và trọng lượng của cần sẽ là 150 g nha các anh. Trọng lượng 150 g full carbon này. 4m5 thì thường nó sẽ có là 5 lóng, 5 lóng cho mình. Cái này nó bị xước dạng xước hạt cát nha các, xước hạt cát. Nó xước dầm trên thân rất là nhiều. Nhưng mà nó không có dập nha, không dập hay gãy gì hết. Độ cứng cũng được 3.5H ạ. Và ngọn cần 0.7, trọng lượng 150 g, mã số 12. Mã 12 và giá cần là 600.000 nha các. Mã cần 12, cây này có giá là 600.000 ạ. Và tiếp theo mã số 13. 13 là một cây cần câu tay 4m5 nha các. Cần tay 4m5, phôi carbon xoắn, cần lóng dài. Ở phần tay cầm này được làm nhám ạ. Làm nhám này, cái dòng feeling này là của Hàn Quốc nha các. Hàn Quốc xuất sang Nhật nè, 4m5. Đọt 0.9 ly, còn trọng lượng là 156 g ạ. Đây là đọt 0.9. Xoắn từ lóng ngọn luôn nha các. Nó xoắn tất cả các lóng. Những cái này các anh câu trôi chép đều được nha. Sông hồ tự nhiên, hồ dịch vụ, đánh thoải mái. 5 lóng tất cả và 4m5 này có độ cứng 3H nha các. Độ cứng 3H. Ngọn là 0.9 ly, trọng lượng 156 g. Mã cần số 13. Mã 13 và giá cái này là 600.000 ạ. Mã cần 13 nha các, giá cần là 600.000. Và tiếp theo mã số 14. 14 sẽ là một cây đa hoa. Đa hoa chiều dài 36. Và cây này có chế độ zoom 4m5 nha các. Dạng cần tay máy phụ này, có chế độ zoom 36 và 4m5. Độ cứng của con sẽ là 2 nha các anh. Và bát là bát titanium, dạng bát gập ạ, bát đời cao. Đọt 0.6 ly, trọng lượng là 124 g ạ. Trọng lượng 124 g. Đầu bu này của nó màu gold nha các anh. Màu gold nè. Và những cái khuyên ở bên trong cũng vậy, khuyên màu gold luôn. Nhờ cây này thì có xước sơn nha các anh.
xước sơn thôi chứ nó không có dập gãy nhá. Mình nhận hàng á mình cứ kiểm tra hàng thoải mái ạ. Chỉ bị xước sơn thôi ạ. Hai chế độ zoom 3m6 và ở 4m5 á thì nó sẽ cứng được tầm là nếu mà tính theo cần tay á thì 3 đến 3.5h nha các anh. 3 đến 3.5h cây này. Nói chung là cần ra cũng rất là thẳng nè, không võng và đọt của nó có cái độ nảy á, nó không bị quá cứng. Ngọn 0.6 trọng lượng 124 g và mã cần số 14 ạ. Mã 14 cây này sẽ có giá là 700.000, mã cần 14 nha các anh, có giá là 700.000 ạ. Và tiếp theo mã 15. 15 sẽ là một cái cây dạng cán vợt nghệ nhân nha các anh. Cái này thì mình có thể về mình lắp zin vào, mình lắp zin vào thêm nha. Nếu mà các anh dùng một cái lóng này thôi á, thì nó sẽ là 1 mét, một lóng này là 1 mét. Còn nếu mà mình ráp cả lóng này vào á, thì nó được 1,5 mét nha các anh. Được cả 1,5 mét cho mình. Các anh về có thể lắp đầu ren vào này. Phôi carbon, phôi cực kỳ dày luôn ạ. Và ở đầu này được quấn dây mây chống nổ tốt nha các anh. Quấn dây mây chống nổ rất là tốt. Và mã số 15 ạ. Mã 15, cây này có giá là 600.000 nha các anh. Phôi carbon, mã số 15 giá 600, phôi carbon rất dày luôn. Và cái màu nước sơn bên ngoài của nó sẽ là màu giả trúc ạ. Mã 15 có giá là 600.000 ạ. Và tiếp theo mã 16. Mã 16 sẽ một cây cần câu tay ráp khúc của hãng Suyumi. Cây này rất đẹp nha các anh, mới ken luôn, có túi zin Suyumi đi kèm. Chiều dài của cần là 3m3, phần tay cầm được quấn chỉ nè. Và có nó có một cái nút cao su nha các anh, một nút cao su. Phôi là carbon và màu nước sơn giả trúc ạ. Màu sơn giả trúc. Cần có 4 lóng tất cả. Và cây này độ cứng tầm là 4H ạ. Tem vàng đầy đủ luôn nha các anh. Không xây xước gì mấy nè. Đọt này đọt 1 ly 4. Đọt 1 ly 4 carbon xoắn. Còn hai lóng này thì nó sẽ là màu sơn giả trúc. Ngọn 1 ly 4 trọng lượng 84 g, mã cần số 16 nha các anh. Mã 16 và giá cái này là 700.000. Mã cần số 16 có giá là 700.000 ạ. Và tiếp theo mã số 17. 17 là một cây ráp khúc 4m8. Còn câu tay ráp khúc 4m8 nha các anh. Cây này thì 6 lóng tất cả. 6 lóng tất cả nha. Chiều dài 4m8. Phôi sẽ là carbon. Phôi carbon giả trúc ạ. Nó có 4 lóng giả trúc nha các anh. 4 lóng giả trúc cho mình đây. Chiều dài cần 4m8 nha. Phần tay cầm sẽ được uốn chỉ như này. Uốn chỉ. Và đọt cây này là 0.8 ly, trọng lượng 128 g. Đọt 0.8 thì độ cứng nó sẽ khoảng tầm là 3 đến 3.5h nha các. Sẽ tầm là 3 đến 3.5h cây này. Màu sơn giả trúc nè. Độ mới thì cũng còn được 85%, 85-90 nha các. Màu sơn cây này cũng đẹp ạ. Đầu buông nguyên zin luôn. Đọt 0.8 ly, trọng lượng 128 g và mã cần số 17. Mã 17 giá cần 750.000, mã cần 17 nha các. Cây này sẽ có giá là 750.000, có túi đi kèm. Tiếp theo mã 18. 18 một cây dòng carbon pano, chiều dài 4m5 ạ. Carbon pano 4m5, phôi carbon xoắn toàn thân luôn và cần có nắp chụp đi kèm. Có nắp chụp đi kèm cho mình. Đọt là 0.6 ly, còn trọng lượng là 138 g nha các. Đọt 0.6 này. Đọt zin theo cần luôn ạ. Nước sơn màu xanh rêu. Xanh rêu như các. Chiều dài 4m5. Và cái này dạng cần đánh cảm giác nha. Anh nào thích đánh cảm giác thì câu cái này rất ok. Cần cứng tầm là 2.5H. Độ cứng 2.5H. Đọt 0.6 trọng lượng 138 g. Mã cần 18 nha các. Mã 18 và cần sẽ có giá là 600.000. Mã 18 giá 600 ạ. Và tiếp theo mã 19. Mã 19 sẽ là một cây cần tay chế độ zoom nha các anh. Cần câu tay chế độ zoom của hãng Olympic. Olympic Century dài 5m, có chế độ zoom 6m ạ. 5m zoom 6m nha các anh. Tem vàng đầy đủ luôn. 5m zoom 6m cho mình. Và đọt của cái này nó là 0.6 ly ạ. Là 0.6 ly, đầu bu xoay 360 độ chống xoắn luôn nha các anh. Và nó 6m nhưng mà trọng lượng
Vỏn vẹn chỉ có 150 g thôi, quá nhẹ luôn. Anh nào câu mương câu suối á, mình cầm mình câu cả ngày cũng không sợ mỏi tay nha. 5m dương 6m nè. Độ cứng thì tầm là 2.5h, 2 đến 2.5h. Đánh cảm giác nha các. Vô carbon xoắn. Ở 5m này thì nó tầm 2.5, còn 6m thì tầm 2h nha các. Chuyên mương suối, cần câu tay lóng dài. Đọt 0.6, trọng lượng là 150 g. Mã số 19 ạ. Mã 19 giá 1.150.000. Mã cần 19 giá 1.150.000 ạ. Tiếp theo mã 20 nha các. 20 là một cây cần câu tay 5m4 nè, phôi carbon giả trúc. Cây này thì có đọt là 0.8 ly, còn trọng lượng là 190 g. Là 0.8 nha các. Trọng lượng thì là 190. Các anh muốn xem chi tiết hình ảnh của cần này hoặc là video ra cần á, mình có thể kết bạn Zalo với em nha. Em sẽ gửi thêm chi tiết cho các anh xem ạ. Bắt đầu từ lóng thứ 3 này, màu sơn giả trúc. Từ lóng thứ 3 nha các. Và cây 5m4 này sẽ có độ cứng là 3h ạ. Độ cứng của cần cứng 3h nha các. Ra thẳng không võng. Đọt 0.8, trọng lượng 190 g. Và mã số là 20. Mã 20 giá cần 650.000. Mã số 20 có giá là 650.000 ạ. Tiếp theo 21. 21 là cây 5m4 nha các. 5m4 của dòng Gold Feeling nè. Nước sơn nó sẽ ở màu xanh rêu. Màu xanh rêu. Đọt 1 ly 4, trọng lượng thì là 219 g. Đọt 1 ly 4, trọng lượng 219 g. Màu xanh rêu như này nha các. Xanh rêu. Cây này đọt to, các anh câu trôi chấm chép được ạ. Trôi chấm chép mà mè nè. Trọng lượng cũng tương đối nha các, 219 g. Cây này cứng 4h. Và mã cần 21 giá 650.000. Mã 21 giá 650 nha các. Thường những cây này em bán cũng 850, 950 nha. Xây xước thì sẽ có giá theo tình trạng xây xước nè, các anh cứ yên tâm. 21 650.000, mã 21 650.000 ạ. Tiếp theo mã 22, một cây cần câu tay lóng dài 7m2 nha các. Dòng cần săn hàng luôn, phô carbon xoắn. Và ngọn là 0.8 ly, ngọn này ngọn zin. Ngọn zin theo cần 0.8. Đọt đặc thép nha các. Đọt đặc thép 0.8 nè. Chiều dài là 7m2. Và cây này nó có trọng lượng là 380 g nha các. 380 g. Cũng có vài vết xước dạng xước lông mèo, vết xước dài. Nhưng mà nó không có sâu nha các. Nó không có sâu, với lại nó cũng không ảnh hưởng đến các cái lóng ở bên trong á, không ảnh hưởng đến phôi đâu. Xước sơn bên ngoài thôi. Trọng lượng 380 g, mã cần số 22. Mã 22 giá 1.250.000. Mã 22 giá cần 1.250.000. Tiếp theo mã 23. 23 là cây 8m1 nha các. 8m1 dòng carbon rod nè, phô carbon luôn ạ. Ngọn thì là 1 ly 2, trọng lượng 510 g. Dòng này thì phô dày nha các. Phô dày câu săn hàng. Phô rất dày luôn. Dòng còn săn hàng nha. Độ cứng 5-6h. Chiều dài 8m1. Carbon xoắn toàn thân như này luôn ạ. Xoắn tất cả các lóng toàn thân luôn nha các. Đọt 1 ly 2, trọng lượng 510 g. Và mã cần số 23. Giá cần sẽ là 1.350.000. Mã 23 nha các. Có giá là 1.350.000 ạ. Tiếp theo 24. 24 là cây Olympic 6m3. Cần câu tay Olympic 6m3 nha các. Phô carbon xoắn vân ạ. Cái này thì đọt của nó là 1 ly 5. Đọt 1 ly 5. Đọt to này, đọt bu xoay 360 độ. Cái này em thấy khá là nhẹ nha các. 6m3 nhưng mà nó nhẹ tên này chỉ có 192 g thôi. Phôi carbon xoắn vân. Và đọt ra cũng rất là thẳng nha các. Cây này cứng 4-5h ạ. Ra thẳng tóc, không võng. Ngoại hình còn được 80-85%. Trọng lượng 192 g. Mã cần số 20. Mã số 24 nha các. Mã cần 24 giá 1.350.000. Olympic Century nha. Mã 24 1.350. Và cuối cùng mã 25, kết thúc video hôm nay là một cây 10m nha các. Một cây cần tay 10m của dòng Olympic ạ. Có tem vàng đầy đủ.
Ngoại hình nước sơn 80%. 10 mét nha ta. Cái này đoạn nó là 1 ly 4 nè, đầu bu cũng xoay 360 độ luôn. Các lóng bên trong thấy mới nha các. Mới nè, không xây xước mấy. Cái này 10 mét và trọng lượng thì chỉ có 368 g thôi, cũng trong phân cái phân khúc giá là nhẹ nha các. Ngoại hình nước sơn 80-85% ạ. Đây là vết xước lông mèo nha các, không dập, vì nếu dập á thì chỉ cần ấn nhẹ vào nó sẽ móc vào bên trong liền. Chỉ xước sát lông mèo thôi. Vậy như nó dính hạt cát các và mình rút ra rút vào mấy cái lóng này là nó bị vết xước lông mèo nha các. Chiều dài 10m Olympic. Và cái này có độ cứng tầm 4-5h ạ. Độ cứng của cần 4-5h. Olympic 10m. Đọt 1 ly 4 trọng lượng 368 g, mã 25 nha các. Mã 25 giá cần 2.450.000. Mã 25 giá 2.450.000 ạ. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh em ạ. Chào tạm biệt các anh.